tôi nghe nè. Đáng tiếc quá đi, bạn gái mày không nghe điện thoại được đâu. Lại đó. Thì là cái đứa bị mày đánh ở tiệm qua của con bạn gái mù của mày đó. Bây giờ tao bắt bạn gái mày rồi, muốn cứu nó thì tới đây. Trời ơi, xinh đẹp. Tại sao tao phải tin mày chứ? Nó thơm. Ê, tụi mày phải biết tôn trọng phụ nữ chứ. Nói vài câu với bạn trai cưng đi. Anh Ghen ơi, cứu tôi với. Anh Ghen à. Bây giờ thì mày tin chưa? Được rồi, mày muốn gặp mặt ở đâu đây? Mày phải tới nhanh đó nha, tao không kiềm chế được chú gái đẹp đâu. Hay là mình cưỡng hiếp con nhỏ mù này trước đi anh. Mày chờ thêm chút nữa được không hả? Chờ xử lý bạn trai của nó trước, sau đó chúng ta mới cưỡng hiếp nó trước mặt bạn trai nó. Phải làm như vậy mới kích thích, phải làm như vậy mới hả dạ chứ, đúng không? Phải. Hay quá đại ca. Ngoan ngoan ngoan. Lét chuột, lét chuột, lét chuột, lét người đẹp nè. Thơm đại ca, thơm không? Yeah. Ai nôn tới lượt mình quá đi. Chắc sướng lắm đây. Mày lâu quá đó, đi đâu vậy? Đi tè cái đã. Thấy sao? Được. Anh hùng tới cứu mỹ nhân kìa. Lia, cô không sao chứ? Anh Ghen, tôi tới để cứu cô đây. Bộ mày tưởng dễ lắm hả? Ê, tụi bay qua đó tiếp đãi đàng hoàng nó cho tao. Ê, đứng yên đi, nếu không tao bắn chết con nhỏ mù này bây giờ. Mày hả? Ngon hả con? Xong giờ ăn cọp. Chết đi. Chết. Mày hả? Dại gái hả mày? Ngu mà lì. Chết nè. Anh Lách. Anh Ghen. Mày hả? Cho mày chết nè. Chết đi con. Mày hả? Làm con. Chết. Mày đánh mạnh lên coi. Chết. Anh Ghen. Mày. Đủ rồi. Chương trình hấp dẫn còn chưa chiếu mà. Tạm thời thôi tụi mình. Ngồi xuống. Đánh mày vài cái chưa xong chuyện đâu. Màn tiếp theo tao sẽ cưỡng hiếp bạn gái mày trước mặt mày.
Là tôi đây. Anh Ghen, anh có sao không? Tôi không sao hết. Anh Ghen. Đi. Hiện tại cô có người thân nào có thể xin ở nhờ nhà họ được không? Sao anh Ghen lại hỏi như vậy? Tôi nghĩ là nếu như cô trở về tiệm qua đó, thật sự rất nguy hiểm. Chúng dám bắt cô đi như vậy, sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhưng không phải anh đã xử lý bọn chúng rồi hả? Mấy tên đó chỉ là nhóm nhỏ thôi, sẽ có đám khác. Nếu như vẫn còn kẻ chỉ huy phía sau, cô sẽ gặp nguy hiểm đó. Chuyện gì phải tới thì sẽ tới thôi. Vậy không được. Không an toàn chút nào. Vậy anh Ghen kêu tôi phải làm thế nào? Tôi biết đi đâu bây giờ? Tôi không còn người thân nào hết. Phim được dịch và lồng tiếng. Hay là cô tới nhà tôi ở đi, sẽ an toàn hơn. Phiền anh lắm đó. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi không biết phải đền đáp sao nữa. Cô không cần gì hết. Đây là việc của một người đàn ông nên làm, khi nhìn thấy người khác bị ức hiếp mà. Cho dù là vậy, nhưng mà tôi là phụ nữ, ở chung với anh có chút bất tiện. Chưa tính chuyện, lỡ như bạn gái anh biết chuyện này, cô ấy sẽ hiểu lầm hai chúng ta mất. Nhưng mà chỗ cô ở thật sự rất nguy hiểm, cô cũng không có chỗ nào để đi hết. Dù gì cũng là cuộc đời của tôi, có ra sao thì tôi cũng phải chấp nhận. Anh Ghen định làm gì vậy? Thì dẫn cô về nhà tôi. Đi. Anh Ghen. Anh Ghen à. Không cần. Có chuyện gì thưa ông? Đã đến lúc cậu cần phải chứng minh cho tôi thấy rồi đó, Sunan. Mang vô bên trong đây, cẩn thận đó. Thank you.
Chào chú Côn. Làm tiếp đi. Anh à, chú Côn tới rồi. Dạ chú Côn mới tới. Sao rồi? Ổn thỏa hết chưa? Đã tới đâu rồi hả? Dạ gần xong rồi. Chỉ còn một chút. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thành cho xong. Rất tốt. Nhanh tay một chút, coi chừng trễ tàu. Dạ. Ông Tony, sao mình tới nhà kho của chú Côn vậy? Ê, ông Tony tới. Phát đồ miễn phí đây. Nè, khoan. Hả? Bỏ lên. Hả? Chuyện gì vậy? Bên kia kìa. Tony, mày cả gan dám phản bội tao, đồ bất nhân. Đừng nói nặng lời như vậy chứ chú Côn. Phải nói sống sau xô sống trước, tre già măng mọc. Mày đúng là xấu xa hơn tao tưởng tượng nhiều. Chú Côn chính là người dạy tôi mà. Chính chú là người đã đổi hướng đường đời của tôi từ cảnh sát thành ăn cướp. Chú còn dạy cho tôi cách sống sót trên con đường mới này. Nhưng xin lỗi chú, thời gian của chú gần hết rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Sunan. Sunan. Đây chính là cách chứng minh rõ ràng nhất. Cậu có thật lòng muốn đi theo tôi hay không? Khử chú Côn đi. Khử xong thì cậu mới được ở lại với tôi. Và tôi hứa sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Nếu không thì cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất
là chết cùng với chú Côn. Cậu hãy bắn tôi đi, thà chết dưới tay cậu còn hơn phải chết dưới tay thằng khốn đó. Bắn đi. Giới xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy. Nếu ta không phản bội người thì người cũng phản bội ta thôi. Giống như cậu phản bội thằng Sữa vậy. Mau bắn đi. Hãy mau bắn đi. Bắn đi. Rồi sau đó bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Làm như vậy coi như cậu đã giúp ta trả thù tên khốn đó rồi. Con trai à, cậu là người được lựa chọn kỹ để truy bắt Tony. Nếu như không có cậu, cũng không có tôi, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Tôi thấy chú Côn giờ cũng đã lớn tuổi, chắc cũng đến lúc nên giải nghệ để sống một cuộc đời thảnh thơi vui vẻ bên cạnh con cháu. Tôi cũng đang nghĩ giống như cậu vậy. Chú có nghĩ sẽ ra nước ngoài sống không? Chọn một đất nước nào đó mình thích mà sống, cùng con cháu hưởng thụ tuổi già. Không cần phải lo lắng sẽ có người tìm mình để tính sổ. Sống như vậy sẽ an tâm. Chú Non, từ giờ tôi công nhận cậu là người của tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Kể từ giờ anh hãy cứ tin tôi. Tin nổi bật trong ngày. Theo thông tin từ phía cảnh sát, cho lúc hơn 1 giờ sáng ngày hôm nay, ông Amnat Saha Parosan, người trong giới giang hồ hay gọi là chú Côn, người đứng đầu băng nhóm Quả Diệm, đã qua đời với nguyên nhân là bị thanh trừng lẫn nhau. Là Tony. Theo phỏng đoán thì đây có thể là một vụ tranh chấp buôn bán vũ khí, bởi vì theo hiện trường án mạng là kho hàng nơi cất giữ vũ khí của băng nhóm Quả Diệm. Hiện nay phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra thêm. Với xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy mà, nếu ta không phản bội người thì người cũng phản bội ta thôi, giống như cậu đã phản bội thằng Sữa vậy. Thì ra chú Côn đã biết sự thật. Vậy mà chú ấy vẫn... Bắn đi. Rồi sau đó bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Làm như vậy coi như cậu đã giúp ta trả thù tên khốn đó rồi. Con trai à, tôi hứa với chú, bằng mọi giá tôi sẽ bắt cho được Tony.
Bây giờ chú Côn mất rồi, chúng ta thiếu người lãnh đạo. Giờ như rắn mất đầu, chúng ta phải cần người thay thế. Mọi người có đề xuất ai không? Theo tôi thấy cậu Tony là người thích hợp nhất. Tôi nghĩ bản thân của mình vẫn chưa đủ khả năng. Nếu như anh Tony không đủ khả năng thì ai mới đủ khả năng đây? Đúng. Nếu như mọi người tin tưởng tôi xin nhận trọng trách này. Bình tĩnh đi chị ơi. Đúng là tức chết. Rõ ràng đây là âm mưu của Tony mà. Hắn muốn bành trướng thế lực, không từ thủ đoạn nào. Nếu thật sự là vậy, vậy tiếp theo chị định sẽ làm gì? Dĩ nhiên là phải trả thù, chứ không lẽ để hắn leo lên đầu sao? Nhưng mà chị cũng đừng có hấp tấp quá. Đây là chuyện trọng đại mà. Nếu như thất bại thì chúng ta sẽ không còn đường lui đâu. Tony, tôi sẽ tìm cách xử lý anh. Tôi đang định giao vũ khí cho tướng Di Xuyên, và lần này cũng sẽ là lần cuối cùng. Rồi tôi và gia đình sẽ chuyển qua nước ngoài sinh sống. Tôi sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây, rồi mua vé ra nước ngoài xin ở kế với chú cũng nên, được không chú? Thiệt chứ? Không biết cậu có nói thiệt không, nhưng tôi cũng rất vui. Hãy nhớ, tôi xem cậu như là con trai ruột của mình. Chính vì vậy tôi luôn mong cậu được sống hạnh phúc. Dạ em nghe. Mẹ mất rồi Suna anh ơi, mới lúc nãy thôi. Đám tang của mẹ sẽ tổ chức vào chiều mai ở chùa đó em. Em nhất định phải tới với mẹ lần cuối nha em. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV.
Vào thắp nhang cho mẹ đi em. Không được đưa cho nó. Mày tới đây làm cái gì? Mày biến cho khuất mắt tao. Ba ơi đừng mà ba. Đừng mà ba. Nó không xứng đáng xuất hiện trước mặt mẹ của nó. Mày đi đi. Em ra ngoài trước đi. Đi lẹ. Em ra ngoài đi. Hả? Sao con kêu nó tới đây gặp mẹ con để làm cái gì? Không phải chính là nó đã làm cho mẹ con đau buồn đến chết sao? Em ra ngoài mau lên đi. Mày đi lẹ đi. Đi nghe lời chị. Tao ghét mày. Đi đi em. Đứng lên. Nhanh lên. Đi đi em. Đứng lên. Đi đi nha. Mày đi đi. Đừng mà ba. Đừng la em nữa ba. Nghe lời chị ra ngoài đi nha. Đi ra ngoài đi mà. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Mày đừng bao giờ quay về đây. Ba, ba ơi, đừng có la em nó nữa. Con xin ba hãy nghĩ tới mẹ. Để cho mẹ nhắm mắt đi ba. Bà chết là nhắm mắt rồi. Có loại con làm ăn cướp như vậy, mẹ của con không có cách nào yên nghỉ được đâu. Biến, thằng mất dạy. Cấp trên đánh giá là cậu đủ tố chất nên chọn cậu để thực hiện nhiệm vụ bí mật của Cục Cảnh sát Quốc gia. Tới rồi. Tôi vẫn ổn mà. Tôi chỉ cần vịn tay anh là được. Cũng được. Cảm ơn anh nha. Cẩn thận đó. Nè, cẩn thận. Cô có sao không cô Ly? Tôi không sao hết. Lại té nữa cho coi. Theo tôi. Phòng cô đây. Một thời gian nữa cô sẽ quen thôi. Tôi sẽ phải ở đây tới lúc nào? Tới khi cô được an toàn. Không cần sợ đâu. Tôi không bắt cô ở lâu. Bản thân tôi cũng không quen với việc sống chung với người khác. Cần gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi ở bên ngoài. Được.
Chống cự. Được đó, tụi này bán đấu giá được. Đem đi đi. Dạ. Lại lên. Đứng dậy. Lôi nó đi. Đi lên. Ê, đừng lên. Đi. Chắc là mấy vị khách nước ngoài sẽ thích lắm đó chị. Chọn khách hàng cho kỹ vào đó. Kẻ nào không đủ tiền thì miễn bàn. Cái đó là chắc chắn rồi. Chị không cần phải lo lắng gì đâu. Cô đi đâu vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Trong phòng cô cũng có toilet mà. Để tôi đưa cô đi. Thôi được rồi, để tôi tự đi. Xin lỗi cô nha. Tối qua tôi tự ghé tiệm để lấy quần áo về cho cô đó. Vậy anh... Cô không cần phải sợ. Tôi không đụng vào đồ đạc cá nhân của cô đâu. Tôi nhờ bác kế bên tiệm lấy giùm. Anh cũng đừng quá lo lắng. Dù sao tôi cũng không ở lâu. Đồ quan trọng của tôi vẫn còn ở tiệm. Tôi nhất định quay về lấy. Phim được tôi xin phép đi trước. Tại Phim TV. Đồ ăn xong rồi. Ừ. Dừng lại. Để tôi đưa cô đi. Anh không cần lo, tôi đi được mà. Vậy vịn tay tôi đi nha. Thank you.
Cảm ơn anh. Là cháo đúng không? Thơm thật đó. Đúng. Ăn cho nóng đi, có giường phòng đó. Ừ. Nhưng mà anh quên nè, sau này anh không cần phải nấu cho tôi ăn nữa đâu. Anh chỉ cần để sẵn đồ trong tủ lạnh, tôi có thể tự nấu ăn được rồi. Được. Không phải tôi chảnh hay tỏ vẻ gì đâu nha, chỉ là tôi không muốn thêm gánh nặng cho anh thôi. Vậy thì khi nào bắt đầu? Bắt đầu từ bữa trưa này luôn cũng được. Tôi biết rồi. Nói sao? Tên côn tự bắn chết mình thật à? Chú côn quyết định tự kết liễu mình hơn là bị tôi bắn chết. Thằng Tony này thật là quá độc ác, nó lại ép cậu bắn chết tên côn. Sunan, tôi hiểu cảm giác bây giờ của cậu. Chắc chắn lúc đó cậu cảm thấy rất là áp lực. Tôi đã muốn giúp chú Côn, nhưng mà tôi không thể làm được gì hết. Tôi xấu xa không khác gì thằng Tony đó. Và tôi cũng chưa bao giờ thành thật với chú Côn. Đừng trách bản thân nữa, Sunan. Cậu đang thực thi nhiệm vụ của mình rất xuất sắc. Hãy tiếp tục tiến lên. Trách nhiệm của cậu là phải hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ lần này. Hoàn thành hả? Tới khi nào? Tôi đã chờ đội trưởng bắt thằng Tony đó về quy án đã rất lâu rồi. Rất lâu. Lâu tới mức mẹ tôi không còn ở trên đời này nữa. Mẹ cậu? Phải. Mẹ của tôi đã mất rồi. Bà mất đi khi chưa biết được sự thật. Bà mất khi vẫn còn nghĩ con trai của mình là cướp. Cậu hãy ráng nhịn thêm chút nữa đi. Sẽ không lâu quá đâu. Ta nhất định tóm gọn con mồi. Và khi chúng ta bắt được thằng Tony, sẽ là lời minh chứng rõ ràng nhất để gia đình cậu thấy và hiểu được rằng cậu không như những gì họ nghĩ.
tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách thật trọn vẹn nhất. Thằng Tony đã tin tôi rồi. Tôi là người của chúng. Kể từ giờ tôi sẽ dễ dàng hành động hơn rồi. Cảm ơn cậu Sunan. Cảm ơn. Và lồng tiếng tại Phim TV. Anh nghe đây. Anh Gân à, mình đi ra ngoài kiếm gì ăn nha anh. Bây giờ à? Gặp ở quán cũ được không? Cũng được, lát nữa gặp. Có sao không? Tôi không sao hết. Khoan ngồi dậy đã. Cô ngồi yên một chút đi, nếu không sẽ đau hơn đó. Để tôi coi. Chắc là trật chân rồi. Để tôi nắng lại nhưng sẽ hơi đau một chút đó. Tôi đếm tới ba nha. Ba. Xin mời dùng. Cảm ơn nha. Vài bữa nữa sẽ hết đau thôi. Alo. Anh đã tới đâu rồi? Xin lỗi em nha, anh có việc đột xuất, chắc anh đi không được rồi. Bận đột xuất gì chứ, có cần em tới giúp anh không? Cũng không có gì đâu em. Anh tự làm được rồi, lần sau anh bù lại nha. Vậy cũng được. Anh cúp máy đi. Dạ được.
em ơi, tính tiền giùm chị đi. Dạ. Nếu anh có hẹn trước thì cứ đi đi, tôi không sao đâu. Mắt cô thì không thấy đường, chân thì bị đau, như đó còn chưa thấy sợ nữa hay sao? Thật lòng xin lỗi anh, trở thành gánh nặng của anh rồi. Tôi không phải có ý đó, tôi chỉ không muốn cô bị thương nữa thôi. Tôi không có ý nói cô là gánh nặng gì hết, bởi vì người như tôi, nếu không hứng thú tôi sẽ không làm. Còn chuyện này nữa, từ giờ tôi sẽ chuẩn bị và nấu đồ ăn, không được từ chối đó. Được. Là cô. Sao cô vô phòng của tôi được? Có vậy mà cũng hỏi nữa. Thì tôi đi thẳng vô thôi, chứ không lẽ bay vô đây. Người thường chứ không phải siêu nhân đâu. Tôi cứ tưởng cô chỉ là nữ cảnh sát, giờ thành ăn cướp luôn hả? Nhưng mà cô cũng đã vô phòng của tôi. Nếu tôi không chịu làm gì hết, cô sẽ nói tôi là đồ vô dụng. Định làm cái gì đó? Tôi nghĩ chắc tôi sẽ phải... Dừng lại. Nếu như không lo cho sự an toàn của em nó thì có việc. Lùi lại ngay, không thì chết chắc đó. Nè, cẩn thận đó. Bộ nhớ tôi quá, ăn không ngon, ngủ không yên, phải mò tới tận đây sao? Cái gì? Tôi chỉ là cho mấy con cá, nên tiện ghé qua thăm. Tội nghiệp nó vì phải sống chung với người như anh đó. Nếu như mà bữa trước tôi biết anh là tên cướp xấu xa lừa lọc, tôi sẽ không để anh bắt mấy con cá gì ở chung với anh đâu. Còn anh nha, tôi nói trước, nếu như anh còn không biết sợ, bảo đảm sẽ phải đền tội thỏa đáng. Vì tôi đã thề sẽ bắt anh vô tù cho bằng được. Chờ đó. Này cô uống lộn thuốc rồi hả? À, chụp lấy. Lấy cái chai xanh này, trộn vào nước trong hồ cá cho đều, để diệt vi khuẩn. Chỉ đổ một nắp thôi. Còn riêng với anh thì, nếu nhận thức được mình sống chỉ để thêm chật đất, thì anh cứ diệt nốt hết chai, đi chầu trời sớm cho rồi. Còn mấy con cá đó, để tôi chăm sóc giùm cho ha. Tôi chăm sóc giùm cho. Độc mồm độc miệng ế cả đời luôn. Lần nào cũng bị đụng chạm hết. Chắc tôi sẽ phải... Lao mới lao không. Bỏ đi. Bác Sọn cũng dám mở tiệc chiêu đãi đám thủ lĩnh các băng nhóm à? Dạ đúng. Định lôi kéo đám đó về chung thành một phe chứ gì? Ông chủ muốn xử lý như thế nào? M
mở tiệc mời cùng một lúc, để rồi coi thằng nào dám đi tiệc bên đó. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Có ai tới chưa vậy? Dạ chưa có ai hết đó. Có chuyện gì? Dạ, tên Tony mở tiệc cạnh tranh với mình. Yo! Mời. Ngon quá. Từ giờ chúng tôi phải nhờ vào hồng phúc của ông Tony, phải không mọi người? Phải. Hân hạnh mời mọi người dùng bữa tiệc hôm nay. Ngồi xuống đi, ăn đi. Ngồi. Lâu lâu mới được ăn khé. Ngon ghê. Tôi xin phép một lát. Đây, xin mời. Cũng nhiều món quá. Người của mình bảo gì? Chị Sọn muốn phát điên lên, tức muốn học máu ra ngoài luôn. Muốn đối đầu với quyền lực của chúng ta, chỉ nằm mơ thôi. Ông chủ à, thằng Sơn trai đã quay lại làm việc rồi. Tốt. Nếu vậy mượn tay nó xử lý bắt Sọn đi. Cậu hãy gửi dữ liệu buôn người của bắt Sọn cho thằng Sơn trai biết. Ông chủ muốn thủ tiêu chị Sỏn sao? Phải. Bơm nổ chậm, giữ lại chị phiền phức. Dạ. Sao cậu lại có những thông tin mật này? 50.000 đô la lần một. Có người gửi tới cho tôi. Phiên đấu giá sẽ kết thúc khi không có gửi ai tới đúng người cần. Gửi trực tiếp tới cho cậu. Người gửi thứ này cũng không bình thường đâu. Sẽ làm tất cả những điều bạn muốn. Tôi nghĩ ý tôi là bất cứ điều gì. Chắc là tranh giành quyền lực trong nội bộ. Xin chào. 22. Nếu chúng ta chỉ điểm 2. Rõ ra tới như vậy. Cảm ơn. Cậu không cần chờ nữa. Tiến hành bắt giữ ngay đi. Mấy băng nhóm xấu xa này không nên để sống. Ta vẫn chưa biết sao quy của bọn chúng. Rồi cậu tính sau. Phải dụ hắn ra khỏi hàng. Cái đám xấu xa.